Hello, hello, rất là vui gặp lại anh chị nhà đầu tư trong cái video tiếp theo của Đạt Capital Stock Finance. Hôm nay là ngày 16 tháng 3, là ngày đáo hạn phái sinh của thị trường chứng khoán Việt Nam. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thấy những cái biên độ của thị trường rất là mạnh. Thì cũng rất nhiều nhà đầu tư hỏi với mình là thị trường nó đã liệu là tạo đáy hay chưa. Thì mình sẽ cũng sẽ có một số phân tích trong cái video ngày hôm nay, và mình sẽ quan sát và mình sẽ phân tích về một cái mục đích và cũng như là một cái mục tiêu dài hạn của VN Index để cho nhà đầu tư nên tin tưởng vào thị trường, và chúng ta sẽ bám trụ càng lâu ở thị trường thì chúng ta sẽ có được những lợi nhuận rất là tốt. Điển hình như ngày hôm nay thì mình thấy cái cách đánh của VN Index trong những thời gian qua thì kịch bản nó giống như là VN Index giống như thời điểm 2021, 2011, 2014, và cái đây cũng là thời điểm mà 2011, 2014 đó, thì sau khoảng thời gian này là cái cơ hội mà nhân á, là chục lần tài sản á, nó rất là cao, rất là cao nếu mà trường hợp là giống với cái kịch bản 2011, 2014. Rất nhiều người thì lại mong là giống như kịch bản 2008, nhưng mà mình thấy nó giống 11 với 14 nhiều hơn. Thì mình đây mình có phân tích thì cũng rất mong là anh chị em bổ sung và đóng góp ý kiến nhiều hơn. Đầu tiên thì trở lại sơ lược về thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường phần chứng khoán Việt Nam thì anh chị có thấy rất là rõ ràng ngày nó không bị tác động mạnh, đúng không? Nó không bị tác động mạnh bởi cái những cái tin tiêu cực của thị trường chứng khoán thế giới, điển hình như là việc là một cái banh SVB của Mỹ, đúng không? Một banh top 16 của Mỹ là đệ đơn tuyên phá sản, sau đó thì có thêm một cái banh nữa là Credit Suisse. Đó thì những cái banh này á, là nó sẽ tác động trực tiếp lên cái giá cổ phiếu, đúng không? Nó tác động trực tiếp lên giá cổ phiếu, mà ngay cả cái banh đây Credit này này thì nó như thế nào ạ? Cái banh này á, là nó là một cái banh niêm yết tại thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên là nó là một cái banh lâu đời của Thụy Sĩ anh chị ha. Đó thì anh chị thấy là nó có một cái chu kỳ rơi rất là khủng khiếp rồi. Nó có một cái chu kỳ lên cũng rất là khủng khiếp, và khi mà rơi thì cũng rất là khủng khiếp. Anh chị có thể thấy ở đây từ năm 1995 là giá của nó là 22.6 CHZ, đúng không? CHF đó, CHF là cái đồng tiền của Mỹ, của Thụy Sĩ anh chị. Đó sau đó thì lên khoảng được 83, sau đó lại rơi. Nó rơi về thủng cái đáy đó, nó về vào đáy về vùng 7, và sau đó là tiếp tục thì nó lên lại vùng 82, và hiện nay nó vẫn tiếp tục nó rơi đó. Và điển hình như anh chị thấy đấy, rõ ràng là ngày hôm nay nó có được những cái tin rất là tích cực, nó có những cái tin rất là tích cực đây. Ngày hôm nay nó có những cái tin rất là tích cực khi mà nó có được bơm một cái đồng mà khoảng 54 tỷ đô, đúng không, vào thị trường, cho nên là nó tăng lên đến gần 24%. Thì như vậy là với những cái thị trường tài chính toàn cầu hiện nay là đang phải đối mặt với hai vấn đề, là thứ nhất vấn đề là lãi suất, và vấn đề là việc là hiệu ứng domino, hiệu ứng dây chuyền đổ vỡ của các cổ phiếu dòng ngân hàng tại thị trường chứng khoán Mỹ đó. Và điển hình như ngày hôm nay thì anh chị thấy về cái châu Á đi, ngày hôm nay anh chị thấy là nó vẫn tiếp tục kịch bản rơi, và cái Nikkei chứng khoán Nhật này anh chị thấy là trong một cái tuần qua thì nó đã rơi rất là mạnh. Anh chị thấy từ những thời điểm mà 28.000 nó đang rơi về vùng 27.000 đó, mà ngay cả một tháng qua nó từ 28.600 mà nó rơi về 27 đây, 27.000. Thì như vậy là tất cả, tuy nhiên trong một năm thì anh chị thấy là nó rơi rất là thấp, và điển hình như anh chị thấy là Dow Jones cũng tương tự, đúng không? Dow Jones nó cũng tương tự là trong một năm qua đó thì nó vẫn ở trên một cái kịch bản là 34.800 mà nó rơi về 31.800. Thì như vậy là tất cả thị trường tài chính của châu Âu và châu Á hiện nay là chỉ có thị trường chứng khoán Việt Nam là rơi là mạnh nhất, đúng không? Và chứng khoán Việt Nam là rơi là mạnh nhất khi mà nó có một cái mức độ rơi từ những thời điểm đây, từ những thời điểm mà 1.530 rơi về đây là khoảng là gần là bao nhiêu ạ? Nó gần là khoảng thời điểm là 33%. Như vậy là cái sức rơi nó rất là khủng khiếp, đúng không? Và ở đây chúng ta sẽ phân tích nhiều hơn về VN Index nha. Về một cái mục tiêu dài hạn của nó thì trước đó thì nó từ một cái thời sơ khai, anh chị thấy nhìn thấy tại sao là mình nói nó sơ khai, tại vì từ những cái thời điểm mà 2004 nè, 2004 đến thời điểm bây giờ, sau khi anh chị đến thời điểm mà 2008, thật sự là không nhiều người, anh chị thật sự là nó không có nhiều người đầu tư vào thị trường chứng khoán, và nó không có gì ạ,
nó không có những cái app để đặt lệnh, nó không có những cái việc mà mua mà bán. Nhiều khi là lúc thời điểm trước đó thì mua là phải gì à? Phải lên trên sở, lên sàn đó, xong rồi là phải ký giấy đồ này kia các kiểu ở đó, thì cho nên nó rất là phiền phức và rất phức tạp. Cho nên cái việc mà cổ phiếu nó tăng lên như vậy và nó giảm xuống như vậy, nó không phản ánh được, anh chị lưu ý nha, nó không phản ánh được, nó không phản ánh được gì hết. Tại vì sao? Là cái thật nó còn thở sơ khai đó, và việc mà nó còn thở sơ khai như vậy nó không đánh giá lên được gì. Và qua sau những cái cú mà sập của thị trường thì dần dần là những nhà tạo lập họ bắt đầu là họ có những cái định hướng tốt hơn về thị trường, họ có những định hướng tốt hơn về thị trường và làm cho thị trường tăng rất là tích cực. Điển hình như là nó có một cái cú tăng rất đẹp từ đáy lên đây là khoảng 500% trong vòng từ những thời điểm 2009 đến 2022, là nó tăng 500% anh chị ha, rất là khủng khiếp đó. Và ở đây sau một cái cú rơi, ở đây chúng ta sẽ phân tích chi tiết hơn nha, chúng ta phân tích chi tiết hơn thì ở đây nó sau một cái thời điểm mà nó có một cái cú rơi đây, nó có một cái cú rơi như vậy đúng không đó, sau đó thì nó lại hồi lên đúng không, sau đó thì nó lại đi ngang, đây là giai đoạn đi ngang. Việc mà nó giảm nhẹ 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 vậy không phải là nó rơi, mà này nó là sideways up, sorry là nó sideways down, mà khi mà sideways down thì tiếp tục thì nó lại bật lên đấy đó. Cho nên là đây nó cái tốc độ bật lên của nó cũng rất là nhanh. Và khi mà nó giảm 2 tháng 3 tháng thì nó lại tăng 2 tháng 3 tháng, sau đó nó giảm lại 2 tháng 3 tháng, sau đó nó tăng lên tiếp tục đó. Và như vậy là bắt đầu là nó tăng luôn đây, và nó tăng lên rất là bùng nổ. Nếu mà không có dịch Covid này thì sẵn sàng là nó đã lên vùng này luôn rồi, chứ không có thể nào mà nó rơi được như vậy, anh chị ha, lưu ý nha đó. Và điển hình như ngay tại những thời điểm mà mình đánh giá về một cái đường màu đỏ này, đường màu đỏ thì mình sẽ có một cái lằn đường màu xanh, mình cũng sẽ có nhiều cái phân tích đây, thì nó cũng có tương tự như một cái cú rơi rất là thảm khốc đúng không ở đó. Sau đó thì nó có những cái nhịp nó hồi lên, thì nó giống như cái này chưa, nó giống như ngay tại những thời điểm này đó. Và ngay tại thời điểm này sau đó thì chắc chắn là nó sẽ có những cái cú mà đây, nó sẽ đi biên trong biên này anh chị ha đó, thì có thể là nó sẽ đi trong cái biên độ này, có thể là nó sẽ có những cái nhịp tích lũy đó, nó sẽ tích lũy trong vùng này. Tại vì sao ở những vùng này khi mà tin xấu ra mà thị trường không bị bán tháo anh chị? Tại vì là nhà đầu tư là họ cũng đã xác định được giống như một cái chu kỳ mà giống như mình phân tích đây, cùng một cái chu kỳ mà một cái đường mà màu tím này, một cái đường mà màu tím này, có nghĩa là nó tăng miết bài 500% đây. Thì như vậy việc giảm ngay tại những thời điểm mà cho dù mà nó có giảm về những vùng dưới này, thì đây chính là những cái vùng mà gọi là những vùng gom của cổ phiếu rất là đẹp anh chị đó. Đa phần nhà đầu tư họ sẽ bị áp lực và họ bị bán ra khi mà họ đang full margin thôi. Nhưng nếu trường hợp những nhà đầu tư nào họ đang dư tiền, họ đang cầm tiền và cái tư duy của họ tốt về thị trường, thì chắc chắn anh chị biết là trong thời điểm này để đầu tư mà có thanh khoản thì chỉ có duy nhất là chứng khoán thôi anh chị. Còn những dòng mà như bất động sản, trái phiếu hay là gửi tiết kiệm thì nó tối ngủ cũng không ngon đâu, tối ngủ cũng không ngon đâu. Ở đó cho nên là giai đoạn này là chỉ có chứng khoán mới là có thanh khoản. Anh chị thấy những cái thanh khoản rất là to của thị trường chứng khoán ở vùng này đó. Và việc mà nó đi trong một cái biên độ như vậy thì khi mà nó rơi xuống vùng này, mình ví dụ nha, mình ví dụ nó rơi về những cái vùng bên dưới này nè, thì nhà đầu tư họ sẽ không còn tiền để họ mua. Tại vì sao? Thì họ đã quá máu me, họ full margin ở những cái vùng mà trên đây, họ đã máu me, họ full margin ở những vùng trên đây. Thì khi mà họ full margin ở những vùng trên đây này nè đó, thì như vậy đến vùng này thì cái tâm lý của họ, họ lo sợ và họ bán ra, thì như vậy họ nghĩ chứng khoán xấu. Tuy nhiên theo bản thân Đạt Capital Stock Finance thì mình lưu ý là ở vùng này cho dù nó có giảm ngay tại những cái đường vùng giá mà dưới cái đường mà MA này nè, nếu mà trường hợp nó càng giảm thì mình càng gom thôi đó. Ví dụ như anh chị đầu tư mà mỗi tháng anh chị đầu tư khoảng 20 triệu hoặc là 10 triệu vào thị trường chứng khoán, thì anh chị cứ liên hệ mình để mình hỗ trợ mở tài khoản trực tiếp, thì anh chị cứ mua vào bước đó, anh chị cứ mua vào bước đó. Và điển hình như vậy thì anh chị mua thì như vậy thì chỉ cần là thay vì mình đầu tư đất thì mình đầu tư về thị trường chứng khoán, thì như vậy thì có thể là 1 năm 2 năm là nó khi mà nó đi ngang ở vùng này này và đó, và nó sẽ bật lên, nó sẽ bật lên rất là đơn giản. Giống như điển hình như đây, mình ví dụ những cái cổ phiếu mà thuộc rổ VN30 anh chị nắm, anh chị thấy không, về một cái chạc dài hạn của cái cổ phiếu này này, đây một cái chạc dài hạn của một cái cổ phiếu này, anh chị thấy không, chạc dài hạn của nó. Thì như vậy là đầu tư, anh chị đầu tư ở giai đoạn nào đúng không, anh chị đầu tư ở giai đoạn nào,
anh chị cũng có được những cái mức lời nè, đúng không? Anh chị đầu tư ở giai đoạn nào anh chị cũng mức lời. Tuy nhiên khi mà anh chị đầu tư ở những vùng trên đây thì chắc chắn đây không phải là đầu tư rồi, đây là những vùng mà đầu cơ rồi. Khi mà thị trường nó đã tăng nóng như vậy rồi, đúng không? Nó tăng rất là khủng khiếp như vậy mà mình bỏ tiền vô mình đầu tư thì như vậy là mình phải xem lại cái năng lực quản trị tài chính của mình, đúng không? Nó đã tăng được 400 500% rồi. Như vậy nhưng mà mình bỏ bỏ tiền vô mình đánh đầu cơ trong vùng này thì ok, mình đánh đầu cơ này riêng trong giai đoạn này khi mà nó đã giảm về những cái thời điểm này rồi, đúng không? Nó đã giảm về đúng cái vùng gốc của nó, nếu trường hợp mà chúng ta đo vùng gốc lên đây là 200 300% đó, trong vòng bao nhiêu, trong vòng 2 năm, trong vòng 2 năm thì như vậy trong giai đoạn này đầu tư về gom của những cổ phiếu này nó rất là ngon, đúng không chị? Rất là ngon. Ngay cả MBB cũng tương tự, MBB cũng tương tự, anh chị thấy một những cái chạc của nó này, đây những cái chạc của nó này. Trong một dài hạn thì chỉ có lên và lên thôi, đúng không? Nó chỉ đi một cái sóng một này, sóng hai, sóng ba, sóng bốn, đúng không? Rồi xong nó lại lên tiếp, chắc chắn lên tiếp. Chứ MBB những cổ phiếu ngân hàng này có điên có khùng không mà đi bán ở những vùng dưới ở bên đây, đúng không? Thì rất là đầu tư như vậy thì chẳng khác nào là ném tiền qua cửa sổ đó. Và ngay cả anh chị thấy những cái cổ phiếu giống như là Vietcombank, trong một giai đoạn đầu tư của nó là nó vẫn liên tục tăng trưởng anh chị, nó không hề giảm luôn đó. Chúng ta đầu tư chúng ta nhìn đây đó, CTG cũng tương tự anh chị ha, những cổ phiếu này chỉ có tăng và tăng thôi. BIDV cũng tương tự, đây là những cái cổ phiếu thuộc rổ VN30 đó, những cổ phiếu thuộc rổ VN30 thì như vậy thì chúng ta sẽ chọn được những cổ phiếu rất là tốt. Ngay cả những cổ phiếu mà bây giờ giống như là Novaland đi, đó Novaland mà đến giai đoạn này vẫn còn nhiều người là đem hàng ra bán, mình cảm thấy là mình rất là buồn cho nhà đầu tư anh chị. Tại sao? Cho dù là mình đã mua được ở những vùng này, thà vứt bỏ luôn, thà cho nó cháy luôn, chứ không thể nào mà mình đem mình bán ở những vùng bên dưới này được đó. Chỉ có những nhà đầu tư họ mua ở đây họ lướt sóng thì ok, chứ những nhà đầu tư mà họ đã đu ở trên vùng này mà giờ họ cắt ở đây là đảm bảo là không bao giờ nha, mà đảm bảo là những anh chị đó là đầu tư ở đâu cũng thua thôi đó, chắc chắn là như vậy. Phát đạt cũng tương tự vậy, tại đây là những cái vùng mà bắt đầu đi ngang tích lũy của nó cho một nhịp tăng. Điển hình như anh chị thấy FBC đi, FBC một ví dụ rất là đơn giản đây, đúng không? Một cái chạc giống như Novaland, đúng không? Nó cũng thủng cái đáy nè, và cái chạc nó giống như Phát Đạt không, chắc chắn giống luôn đây đó. Sau đó thì giờ nó đi ngang này, đúng không đó? Nhưng mà năm 10 năm sau, đúng không, năm 10 năm sau nó vẫn quay về đúng cái vùng đỉnh cũ của nó đây, từ 2013 đến 2022 là 8 năm 9 năm sau là nó cũng quay về vùng đỉnh cũ đó. Thì như vậy chắc chắn thời gian tới những cái cổ phiếu mà giống như là Novaland đó, chỉ cần nó không chết, đúng không, thì là với những quỹ đất rất là khủng khiếp của nó thì cái việc mà nó tăng trưởng trở lại rất là đơn giản anh chị. Nó tăng trưởng trở lại rất là đơn giản đây, đây việc cổ phiếu cho nổi của nó ngay tại những vùng này là đã được gom rồi, bắt đầu là có những nhịp gom rồi. Thì như vậy những cổ phiếu này chỉ có tăng và tăng nếu trường hợp nó không chết nha, mình lưu ý về những cổ phiếu này đó. Thì như vậy khi mà chúng ta đầu tư về xét về một cái mục tiêu mà dài hạn, điển hay là những cổ phiếu mà giống như GEX nè, đúng không anh chị? Thấy cái đáy ngay tại thời điểm Covid của nó là bao nhiêu à? Giá 10 đó, và cái giá ngay tại vùng đỉnh của nó là 50, là nó ít 500%, đúng không đó, nó ít 500%. Thì như vậy nó đã tăng rất là khủng khiếp, thì việc nó điều chỉnh và khi mà nó về những vùng bên dưới này thì chính là những cơ hội mà chúng ta gom dài hạn rất là đẹp, đúng không? Thị trường về bao nhiêu kệ nó, không quan tâm nó, nhưng mà giá cổ phiếu nó đã được định định nghĩa ở vùng này, và những con này nó có tài sản rất là khủng khiếp anh chị. Những con này anh chị thấy về một cái tài chính của nó đi, tài chính của nó anh chị thấy về cái tài sản của nó nè, anh chị thấy là về năm á, trong năm á, trong năm 2022 là tới gần là 52.000 tỷ đó, vốn chủ sở hữu nó 21.000 tỷ đó, thì rất là khủng khiếp. Thì như vậy những cổ phiếu này rất khó để chết anh chị, mà nó đặc biệt là nó nắm với doanh nghiệp là VGC, một cái doanh nghiệp mà với một quỹ đất rất là khủng khiếp đó. Cho nên là trong giai đoạn này chúng ta nên đầu tư nhiều hơn là đầu cơ. Có nghĩa là trong giai đoạn chúng ta, nếu mà trường hợp nhiều anh chị mà sai ở thị trường và đã cắt lỗ ở thị trường từ những thời điểm mà 2022 rồi, thì bây giờ mình khuyên anh chị nên xác định là làm lại từ đầu, và đừng bao giờ mang cái tâm lý của thị trường 2022 để áp vô thị trường 2023 hoặc áp vào những thị trường 2023, 24, 25. Tại vì sao ạ? Tại vì là 2023 nó sẽ không bao giờ, hoặc là 2024, 2025, 2026 nó sẽ không bao giờ có những kịch bản rơi rất là mạnh như
như là 2022 đó anh chị ha. À, như là 2022, trừ những trường hợp mà giống như Việt Nam bị chiến tranh, hoặc là ví dụ như là nó có những cái động đất sóng thần ở Việt Nam thì có thể là nó sẽ ảnh hưởng như vậy. Còn nếu mà trong một điều kiện mà với nền kinh tế như hiện nay thì mình cho là không bao giờ nha, mình dám khẳng định luôn, mình dám khẳng định luôn, nếu sai mình xóa kênh luôn, à, là không bao giờ có chuyện là nó sẽ rơi như vậy nữa. À, tại vì giá cổ phiếu nó rất là rẻ rồi đó, nó đá cổ phiếu nó rất là rẻ. Ví dụ như điển hình như là cái cổ phiếu HPG đi đó, HPG trong năm 2022 đi đúng không, nó rơi bao nhiêu ạ, 74% đúng không, thì như vậy là từ thời điểm mà 21 này nó rơi mà 74% đây, 74% thì 71 72 là nó về năm 16 rồi, làm gì có chuyện đó đúng không đó, hoặc là những cái cổ phiếu mà giống như là MBB đây đó, trong năm 2022 là nó rơi bao nhiêu ạ, 53% đó, thì những cổ phiếu này là đây nó 50 mấy% thì nó về bao nhiêu ạ, nó về 7, trời rất là ngân hàng mà sao về 7 được đó đúng không đó. Đó. Anh chị đầu tư thì mình phải biết là trong giai đoạn này chính là những cái giai đoạn mà chúng ta nên bỏ tiền mạnh vào để chúng ta đầu tư và chúng ta gom mạnh những dòng cổ phiếu như vậy. Thị trường giảm chính là những cái cơ hội sản sinh ra rất là nhiều những tỷ phú, những nhà đầu tư không bao giờ, những nhà đầu tư mà những tỷ phú không bao giờ mà sinh ra ở trong những cái thời điểm mà bình 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 hết đâu anh chị. Đó giống như là có một cái câu nói rất là hay, những vị thuyền trưởng giỏi á, sẽ không bao giờ đến từ những vùng biển lặng đó, thì đúng không, tại vì mình phải trải qua được những dông tố đó, những dông tố của nó, thì như vậy thì chúng ta mới bắt đầu là chúng ta là bản lĩnh hơn và chúng ta đứng lên mỗi ngày. À đó, giống như điển hình là những cái cổ phiếu mà giống như là VHC đi anh chị đúng không? VHC là anh chị. Cho dù mình nói mình mua cổ phiếu này nếu trường hợp mà xấu lắm thì nó về vùng 50 nó cũng bật thôi. À, tuy nhiên là trong cái nến tháng của nó bắt đầu có những dấu hiệu mà nó bắt đầu rút chân như nè. Đây khi mà nó chạm về những vùng này, khi mà thời điểm trước đó anh chị, trước đó là nó ở vùng 100 chị. Đó và trong khi đó là doanh nghiệp này anh chị thấy không, cái PE và EBS của nó là khá là hấp dẫn. Đó thì những cổ phiếu này là chúng ta cứ gom thôi. Đó. À, và nó đã giảm 40-50% rồi. Anh chị thấy là trong một cái đời cái cổ phiếu đó, đây mình trong một cái đời của cái cổ phiếu đó từ thời điểm 2028 nha, 2008 đến thời điểm 2023 này, là anh chị thấy là nó có khi nào mà nó rơi mạnh như vậy không? Đây. Điển hình như như tại thời điểm mà Covid này thôi, Covid này thôi, đúng không? Điển hình là tại thời điểm mà Covid này thì nó mới có nhịp nó rơi mạnh như vậy. Ở đây. Đó. Thật sự mà nhưng mà khi mà sao à? Rơi mạnh xong rồi là nó sẽ bật và nó tăng liền chứ, nó tại vì sao nó bật và nó tăng liền, tại vì cái định giá của nó anh chị, tại vì cái định giá của nó đây, tại vì cái định giá của nó là ở vùng này, là ở vùng 40 này đây, anh chị thấy cái định giá đó là ở vùng này, cho nên nó bắt buộc nó phải hồi lên đây để nó trả lại đúng cái thị giá của nó, cái giá trị của nó đó. Và sau đó anh chị thấy không, dù dông tố bão bùng như thế nào nó vẫn không gãy, nó vẫn không gãy, thì như vậy thì nó sẽ có dòng tiền vào thì nó bắt buộc nó tăng lên thôi đó đúng không. Còn đó cho nên là anh chị thấy là ngay tại những vùng này nè, à, khi mà thị trường đây mình phân tích về một cái tâm lý đám đông cho anh chị thấy nha, đây anh chị thấy một cái vùng mà tham lam của nhà đầu tư nè, là họ gom rất là mạnh ở những vùng này là đúng không, anh chị thấy khi mình sideways vol rất là to nè đó, nhưng mà khi mà bán này có nghĩa là họ chốt lời nè, à, tuy nhiên khi mà thị trường, khi mà nó về những vùng bên dưới này thì cái vol bán rất là thấp, tại vì sao, tại vì là giá này là nhà đầu tư họ không còn tha thiết để họ bán ra nữa anh chị, tại vì họ nói là với những cổ phiếu này thì nó được cho là những dòng mà cổ phiếu là đã khá hấp dẫn rồi, cho dù nó có giảm về vùng mà bao nhiêu 43 đi chăng nữa thì chính là những vùng Covid mà đây chính là những cơ hội để chúng ta đầu tư, chúng ta mua nó cực kỳ tốt anh chị, cực kỳ tốt đó. Cho nên là rất là nhiều những hội nhóm mà mình cảm thấy rất là buồn về một cái dân số của thị trường chứng khoán vẫn vẫn là những người đó, có thể là họ là chủ room đi nhưng mà họ vì cái lợi ích gì riêng của họ thôi đó, nhưng mà họ họ làm việc với một cái tâm lý là không không có đạo đức anh chị đó. Điển hình là cứ cứ hô là thị trường sập mà bán tháo này kia các kiểu 800 900 này kia các kiểu, làm cho nhà đầu tư đi đâu cũng gặp vậy đúng không, thì tất nhiên là khi mà mình bị những vấn đề đó, hoặc là bây giờ họ phân tích là xấu này kia kiểu, thì chính sao tại sao họ phân tích xấu và người khác họ phải nghe, tại vì nó đã xấu trong năm 2022 rồi, cho nên họ cứ vác cái 2022 này ra để họ nói
đúng không? Họ phát 2022 hay nói, và mình đảm bảo với anh chị là những nhà đầu tư đó sẽ không bao giờ mà thành công. Điển hình như là anh chị thấy là ở những cái thời điểm mà trước đó, khi mà có những thời điểm mình đầu tư mình ăn rất là mạnh trong những cái con sóng này nha. Phải nói là trong cuộc đời đầu tư mình cũng rất là may mắn là mình ăn được một cái con sóng rất là mạnh lên vùng này, và một con sóng rất mạnh lên vùng này. Và tuy nhiên thì mình cũng vẫn bị thua anh chị, mình vẫn bị thua trong cái giai đoạn này. Có nghĩa là trong những giai đoạn này là tài khoản của mình là khoảng chừng vài trăm triệu thôi, nhưng mà mình ăn lên được gần là 4 tỷ 5 tỷ đó. Nhưng mà đến giai đoạn này thì mình bị mất khoảng còn xuống còn dưới 1 tỷ thôi đó. Nhưng mà sau đó thì mình lấy lại rất là nhiều anh chị, trong năm nay mình lấy lại rất là nhiều đó. Tại vì sao ạ? Tại vì là chắc chắn đầu tư thì chúng ta phải có lúc thắng và lúc thua đúng không đó. Tuy nhiên khi mà thị trường nó rơi như vậy mà mình định hình được những cái cổ phiếu mà giống như dòng thép nè, và mình ngay cả lúc đó thì mình đổi tên room đi, và mình lập một cái room về room thép đó, mình đặt room một về một cái room thép, và mình đầu tư chủ yếu mình đánh hoa sen và đánh nam kim và đánh HPG trong những năm đó thôi, trong những năm 2020 2021 thôi. Tại vì mình ước lượng, mình không đánh bất động sản. Tại vì sao? Tại vì mình không ước được rằng là cái báo cáo tài chính của nó tốt hay xấu đúng không? Tại vì đa phần nó chỉ book lãi vào cuối cuối năm thôi. Tại còn những cái dòng mà cổ phiếu về sản xuất thì nó là cái đó là chuyên môn của mình rồi. Đó, tại vì mình đọc được những báo cáo tài chính và mình có hàng tháng giống như HPG nó hay có những bộ phận IR là nó công bố về thông tin về doanh nghiệp, cho nên mình sẽ biết được, và ngay cả mình chúng ta có thể là coi được những cái giá thép hàng ngày. Đó thì chúng ta đầu tư như vậy thì chúng ta ngủ rất là ngon, thị trường có giảm cỡ nào và khi nào mà nó gãy, mình đầu tư là khi nào mà nó gãy cái đường này nè. Anh chị lưu ý nè, những cái đường mà đây mình hay đầu tư mình đánh theo cái con đường này, cái đường này anh chị, đây cái đường mà MA50 nè, MA50 tuần á, mình đánh theo cái con đường MA50 tuần này. Có nghĩa là khi mà nó có những dấu hiệu mà nó gãy khỏi MA50 tuần đúng không, là anh chị nhớ là một cái vùng mà 1.400 này là cũng là một vùng bán của mình đúng không, và rất là lâu mình mới quay trở lại thị trường đó, rất là lâu để mình quay trở lại với dòng thép đó. Tuy nhiên mà đến giai đoạn mà HPG mà dưới 13 dưới 15 thì mình khuyên nghị rất là nhiều những anh chị nhà đầu tư mua vào đúng không, và điển hình nay nó đã về được 20 rồi, nó đã về được vùng 20 rồi, rất rất là ngon. Thì đầu tư thì chúng ta phải biết được là như vậy đó. Và ngay cả cái việc mà VN-Index cũng vậy, mình cũng chạy thoát được anh chị. Mặc dù mình đã chạy thoát được một cây nến trên đây đúng không, nhưng mà mình lia toàn bộ tài sản của mình, toàn bộ tài khoản của mình ở trong chứng khoán khi mà nó đóng một cái nến gãy khỏi vùng MA50 này đó. Thì như vậy chúng ta cứ an toàn thôi đó. Còn đến giai đoạn này thì mình không đánh giá là VN-Index nó tăng hay nó giảm đâu đó, rất là khó, tại vì nó đang nhỏ một cái chu kỳ đi ngang như vậy đúng không, và nó chưa có một cái tín hiệu nào của một cái việc là cái nến nó là một cái nến gãy đúng không. Ở những thời điểm mà trước đó ở trong một nến tuần, trong nến tuần đúng không, trong một nến tuần thì nó có một cái nến, khi mà nó có ba cái nến đây với một cái quả nến tuần như vậy, mà ba cái nến là với ba con quả đen, và cái mô hình của nó cái anh chị nhìn để ý cái mô hình của nó đi, đây cái mô hình của nó là đi ngang như vậy đúng không đó. Xong rồi tự nhiên nó lại có ba cái cây nến như vậy thì chắc chắn đây chính là một cái điểm tiêu cực. Và khi mà ba cái nến này điển hình là, và nó sẽ giúp cho cái việc mà đóng một cái nến tháng sau một cái chu kỳ đi ngang và nó đóng một cái nến tháng gãy khỏi vùng này, thì như vậy thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải lia tài khoản. Ngay cả anh chị thấy cây nến này tại sao mình không lia, tại vì nó tăng rất là nóng thì nó điều chỉnh một tháng nó tăng tiếp rồi, rất là bình thường. Tuy nhiên ở đây thì nó đi ngang thì và cái mức độ tăng của nó đã rất là khủng khiếp rồi đó, cho nên là cái việc mà bán trong cái cây nến này là điều bắt buộc chúng ta phải bán. Thì đầu tư thì chúng ta phải như vậy đó, chứ không có tin hôm nay nó tăng ngày mốt nó giảm này kia các kiểu. Thì đầu tư thì ngay cả những quỹ giống như là Garant Capital hoặc là quỹ Bin họ còn không biết được là thị trường ngày nay tăng mai giảm nữa, mà họ đã đầu tư ở thị trường chứng khoán này 30 năm rồi đó. Cho nên là trong giai đoạn này mình vẫn nhắc với anh chị, đây chính là những cơ hội để chúng ta gom hàng và để làm giàu trong 5 năm tới với cái mục tiêu ít 10 ít 5 tài khoản rất là bình thường anh chị. Anh chị giờ đầu tư đất, anh chị đi mua đất đi, đảm bảo anh chị, không gì gửi tiết kiệm đi, anh chị cứ làm bài toán đi, làm sao có cái chuyện mà đất mà trong 2 3 năm tới mà nhân hai được, không bao giờ đâu đó. Chỉ có giảm thôi,
chỉ có giảm xong rồi đi ngang đó, xong rồi tăng trở lại đúng như cái giá của năm 2021 là cùng thôi. Ở đó còn ví dụ anh chị gửi ngân hàng thì nay lãi suất bắt đầu giảm rồi, ăn được một cái con sóng 10% đợt trước thôi chứ 3 tháng 6 tháng tới sao mà ăn được nữa, đúng không? Rồi thì bắt buộc cũng phải đem tiền quay trở lại sản xuất thôi, đem tiền quay trở lại thị trường thôi. Thì lúc đó chứ cái việc mà ngân hàng lãi suất cộng với việc mà thị trường chứng khoán Việt Nam nó đang như vậy, thì đang rẻ như vậy thì nó sẽ kích thích được những dòng tiền ngay tại thời điểm đó. Và mình nói cũng không quá 10 lần trong room cộng đồng của mình nói là rằng là những cái thế hệ đầu tư của những năm 2000 trước năm 2022 rất có thể họ chỉ còn tồn tại trở lại ở thị trường này khoảng 30% và 70% là họ bị đào thải. Và những dòng tiền mới vào thị trường đó thì là những dòng tiền của những năm 2023 trở về sau. Đây chính là những dòng tiền tỷ phú trong vòng 3 đến 5 năm tới, và đây chính là một cái tầng lớp giàu có của thị trường chứng khoán Việt Nam trong vòng 3 đến 5 năm tới anh chị ha. Anh chị để ý đi, lúc những thời điểm mà trước đây này, những nhà đầu tư họ đầu tư ngay cả bản thân anh chị cứ tự hỏi ra đi, sẵn sàng đầu tư với cái một lệnh mua với lại 5 tỷ 10 tỷ chẳng hạn đi, đúng không? Hoặc là 2 tỷ 3 tỷ, nhưng mà đến giai đoạn này thì lại chỉ đầu tư khoảng 200 300 thôi. Đó, như vậy thì chắc chắn là không phải là dòng tiền của những người cũ. Và anh chị cũng đừng bao giờ nghĩ rằng là dòng tiền cá nhân cũ nó có thể nó kéo lại thị trường đâu, không bao giờ nó có chuyện đó đâu. Tại vì dòng tiền cá nhân bây giờ không còn quan trọng nữa. Điển hình như anh chị thấy về một cái biến động của thị trường nước ngoài nè, nước ngoài họ mua rất là mạnh đúng không, và khi mà họ mua thì thị trường được đỡ đó, và khi họ bán thì thị trường đỏ. Anh chị cứ liệt kê lại đi xem đúng hay không, và ngay cả tự doanh cũng không quyết định được thị trường bằng khối ngoại nữa. Tại vì sao? Bây giờ khối ngoại với một dòng tiền rất là khủng khiếp, họ mua ròng ngày hôm qua mình có thống kê là đến thời điểm này gần 41.000 tỷ rồi. Trong khi đó tổ chức họ cũng mua nè, và tự doanh họ cũng mua, tuy nhiên tổ chức và tự doanh họ chỉ mua khoảng 5.000 đến 10.000 thôi, còn nhà đầu tư cá nhân là bán tất tay, nhà tư cá nhân là bán tất tay đó. Cho nên chính là những cơ hội rất là tốt để chúng ta đầu tư và chúng ta gom cổ phiếu. Còn ví dụ như hiện nay chúng ta đánh nước sống ăn 5% 3% 10% thì chuyện nó rất là bình thường anh chị đó. Điển hình như là trước đó thì mình có nói với anh chị rất nhiều về cổ phiếu bô rồi đúng không? Đây mình cũng cho rất là nhiều những anh chị của mình bán quanh cái vùng mà 12.8 đúng không, sau đó thì lại mua lại quanh 12.7 rồi đó. Và một số anh chị khác, tại vì mình đã mua từ 12 nha, và một số anh chị khác thì mình vẫn nói là target từ 14, và điển hình như một số anh chị ngày hôm qua có inbox mình là bán đi ở vùng 14.45 đúng không, 14.5 14.5 bán ngay được cái ngay vùng đỉnh. Ngay cả TPBank cũng tương tự như vậy đúng không, TPBank mình cũng nói rất là nhiều. Ngay cả anh chị thấy thị trường rơi bao nhiêu điểm đi chăng nữa thì nó vẫn sừng sững, nó vẫn tăng đó, nó vẫn tăng rất là tốt đó. Thì như vậy thì đầu tư thì chúng ta không có việc gì mà chúng ta phải quá lo sợ về thị trường trong giai đoạn này. Ngay cả trước đó thì mình cũng cho mua Masan rất là nhiều đó, thì nhiều nhà đầu tư thì họ cứ chơi lởm với những cổ phiếu này đó. Thì Masan chị thấy một cái mô hình đi rất là giống không, đây đây một cái nến đảo chiều rồi đúng không, nhấn chìm một cái xu hướng giảm, kế đến đó là một cái nến phân dân đó. Thì như vậy anh chị nên đầu tư trong giai đoạn này với một cái vị thế là theo mình đó, là càng giảm thì càng gom, với một vị thế là nên dành là 70-80% tài sản ở trong thị trường chứng khoán ngay. Và mình rất là mong nếu trường hợp anh chị không phân bổ được về một cái việc mà đầu tư dài hạn như vậy thì có thể liên hệ mình để mình hỗ trợ và mở tài khoản anh chị nha. Còn riêng về thị trường sắp tới thì mình vẫn cho rằng là VN Index nó vẫn chưa có kịch bản xấu. Tuy nhiên thì ngày hôm qua thì khi mà thị trường tăng lên ở cái vùng vượt vùng 1.000, mình cho các nhiều khách hàng của mình bán đúng không? Mình cho rất là nhiều những khách hàng của mình bán quanh cái vùng 1.062 là vùng đỉnh luôn rồi. Khi mà nó có một cái trend chéo anh chị, khi mà nó có một cái trend chéo mà nó không vượt qua được đúng không, thì ngày hôm nay bắt buộc nó phải giảm thôi. Và ngày hôm nay thì mình cũng mua được một ít cổ phiếu chứ không mua nhiều, chủ yếu là mình mua VHC và BXR đúng không. BXR thì như là mua được giá thấp nhất, ngày hôm qua mình cũng bán được BXR 16.2 đó, và hôm nay mua lại 15.6 đó. VHC thì hôm nay là mình mua thêm, ngoài ra những cổ phiếu giống như là TVB Bank hoặc là những cái cổ phiếu mà BOW thì một số nhà tư họ đã bán rồi. Về trend thì nó vẫn như vậy thôi, cho dù mà có dùng mà có xấu thì mình cũng cũng nói với rất nhiều nhà đầu tư mình trong giai đoạn này đầu tư thì margin thì chỉ ra vào thôi. Thì nếu trường hợp mà đẹp nhất thì nó rơi về vùng mà 973 nè,
Tại sao là mình mong nó rơi anh chị? Tại vì thật sự là mình giai đoạn này á là nó phải rơi để nó có dòng tiền vào, tại vì có một tầng lớp nhà đầu tư họ đang chờ, họ đợi ở những vùng bên dưới này đó, và khi mà về những vùng này thì cũng đang là một cái vùng hỗ trợ nè, đây, đây đó đúng không? Thì khi mà nó rơi về vùng này thì có thể là xong rồi nó lại hồi lên 1.000 vùng 1040 lại tiếp tục, đây có thể là nó sẽ đi trong một cái kênh như vậy, có thể là như vậy. Còn nếu có trường hợp mà nó bứt phá được khỏi vùng mà đây mình để 1065 nha, mình đo nó cũng không chính xác lắm, đây, bứt phá được ở vùng 1065 này thì nó sẽ tăng rất là mạnh anh chị, nó tăng rất mạnh. Tại vì sao? Nó đã có nó phá được, thứ nhất là nó đã phá được một cái trendline nè, nó phá được cái mô line từ 1.500 rồi, và cái thứ hai nữa là nó phá tiếp cái vùng mà ba đỉnh của nó đây đúng không, ba đỉnh của nó đây. Thì như vậy thì với một cái mô hình giảm tiếp diễn của nó là bắt đầu là cho một cái chu kỳ kết thúc rồi ở đó, và ngay cả anh chị thấy là MACD đã đi thì cũng đang khá là đẹp đúng không. Thì đó, tuy nhiên thì cái động lực tăng tiếp của nó thì phải bắt buộc phải nằm ở trong cái rổ mà VN30, động lực tăng tiếp nó bắt buộc phải nằm trong rổ VN30, mà cái lực cầu vào rổ VN30 đang rất là yếu anh chị. Cho nên là mình vẫn đánh giá rằng là chúng ta đầu tư trong giai đoạn này thì margin chỉ ra vào thôi, ví dụ mua về mà không có lãi thì có thể là canh, chúng ta canh chúng ta sút bớt margin nó, hoặc là thì chúng ta mua đỏ chúng ta bán xanh thôi, chứ chủ yếu mà mua anh chị mà xài margin mà anh chị hold full luôn thì thật sự trong giai đoạn này hơi rủi ro nha, mình vẫn đánh giá là nó vẫn còn rủi ro. Tuy nhiên nếu trường hợp cầm cổ không margin thì không việc gì chúng ta phải bán ra ở thị trường này. Ok, và đó là một số view và nhận định của mình về cái triển vọng của VN-Index trong vòng 5 năm tới, cũng không không chia sẻ hết được 100% đâu anh chị. Tuy nhiên thì mình dám chắc, và nếu trường hợp mà sai mình sẵn sàng mình xóa kênh luôn ở đó, mình xóa kênh YouTube này luôn, là thị trường là nó sẽ dẫn động, và có thể là trong năm 2023 24 chính là những năm mà gom cổ phiếu rất đẹp, và nó sẽ bùng nổ rất là mạnh trong những năm 2025, 26, 27, 28, và có cái chuyện mà nó rơi tiếp tục như vậy trong năm 2000 không giống như 2022 là cái chu chuyện ảo tưởng của nhà đầu tư, họ cầm cáp và họ cắt ngay đấy rồi, chứ có chuyện nó rơi như vậy gì không có đâu, làm gì có đúng không. Như mình phân tích HPG và MBB đó, lại HPG giờ về 5.16 đó, cho nên đầu tư chúng ta phải có kiến thức tí xíu chứ đúng không. Và HPG nó chuẩn bị là nó có thêm một cái nhà máy Dung Quất 2 nữa, nhiều câu chuyện nó còn rất là nhiều đó, cho nên nó sẽ là những cái cổ cánh để nó đỡ chỉ số của thị trường. Và mình giai đoạn này mình cũng đánh đánh cổ phiếu này đánh cổ phiếu kia thôi, chứ đến giai đoạn cuối năm nay có thể mình sẽ bắt đầu mình all in vào HPG, và mình sẽ vứt đó anh chị, vứt đó trong vòng 3 5 năm tới, có thể mình sẽ không trade nữa để mình đầu tư về dài hạn, còn thời gian mình đi đi tận hưởng cuộc sống du lịch này kia các kiểu nữa nữa đó, thì như vậy nó cũng sẽ rất là tốt đúng không. Không, tại vì chắc chắn là trong những năm năm kế đến nữa thì mình sẽ giàu, rất giàu rồi đó, cho nên là anh chị đầu tư thì anh chị mình phải biết được cái chu kỳ của thị trường. Ok, video này của mình là đây để kết thúc, và nếu trường hợp anh chị thấy hay thì có thể cho mình một like, một đăng ký kênh. Và nếu mà anh chị cần hỗ trợ của mình thì có thể là các bạn qua Zalo để mình hỗ trợ anh chị 24 đến 7, anh chị cứ gọi mình đi, mình thấy số là mình cứ nghe thôi, và mình sẽ hỗ trợ anh chị nhiệt tình miễn phí anh chị ha. Quan điểm của mình luôn là đồng hành cùng anh chị để cho anh chị đều có lãi nha. Xin chào.